tọa lạc tại số 18/7 quốc lộ 14, tổ 6A, khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài. Từ lâu, câu lạc bộ thể dục Mai Anh đã trở thành địa chỉ uy tín để khách hàng mọi lứa tuổi lựa chọn rèn luyện sức khỏe. Với trang thiết bị hiện đại, cao cấp, môn tập đa dạng, huấn luyện viên trình độ cao. Vì thế, câu lạc bộ thể dục Mai Anh luôn là lựa chọn số 1 cho quý khách. Kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ thể dục Mai Anh, thân mời tất cả khách hàng thành viên đến tham dự và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng tri ân khách hàng vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2017. Chương trình sẽ được truyền hình trực tuyến qua địa chỉ Facebook Mai Anh. Mai Anh, sự tươi trẻ, khỏe đẹp toàn diện.